Bạn nữ không thích mẹ chồng có phong cách ăn mặc nào nhất? Và bây giờ sẽ là phương án A. Vàng bạc đeo đầy người. Nào, xin mời mẹ chồng vàng bạc đeo đầy người. Ghê vậy, ghê vậy. Bây giờ sẽ là phương án B. Lượm thuộm. Người mẹ lượm thuộm là như thế nào đây? Xin mời mẹ. Bây giờ sẽ là phương án C. Trẻ trung táo bạo. Mẹ chồng chịu chơi à? Xin mời. Rất là quyến rũ và gợi cảm. Đây chính là hình mẫu của ba người mẹ chồng khác nhau qua ba phong cách. Nào, xin mời hai bạn. A, B hay C? Mỗi bạn chỉ được quyền chọn một phương án mà thôi. Liệu rằng Hữu Duy, bạn đã nhắm tới cô gái này từ đâu chứ trình rồi thì bạn có hiểu ý của ấy hay không? Hà My, chính bạn là người hiểu rõ mình nhất. Đâu là phong cách mà bạn không thích nhất đến từ các mẹ chồng? Câu trả lời đã được gửi đi. Ngay sau đây, ngôi sao tình yêu sẽ tiết lộ ra kết quả đúng không hay không? Kết quả là trùng khớp! Chúc mừng các bạn, 1 triệu đồng được bảo toàn bởi sự lựa chọn trùng khớp là phương án A. Hà My chia sẻ trước đi, bạn không thích người lớn đeo trang sức hả? Dạ, không phải là không thích mà là ít thôi, vừa phải, không phải là nhiều như vậy. Còn với bạn Duy? Thì em nghĩ nếu như mà em là con của một người mẹ luộm thuộm thì em sẽ góp ý và sẽ chỉnh sửa cho mẹ ăn mặc lại chỉnh chu. Còn với người mẹ trẻ trung táo bạo thì phong cách đó ok. Dạ, à, em bạn cũng thích luôn. Em thích phong cách đấy. Tại vì phụ nữ mà ai cũng thích làm đẹp nên mẹ thích phong cách trẻ trung táo bạo như vậy, em đồng ý. Chỉ là không đồng ý với người mẹ là mang vàng nhiều rất là nguy hiểm. Vậy là bạn dùng phương pháp loại trừ. Dạ vâng. Chúc mừng hai bạn.